Rồi, tiếp theo ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cụm từ tiếp theo thông dụng trong tiếng Anh cũng như là giúp các bạn làm tốt cái phần reading trong bài thi TOEIC. Rồi, ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cụm từ này khá thông dụng các bạn là expiration date. Rồi, nghĩa là cái ngày hết hạn đó. Ví dụ như khi chúng ta mua một sản phẩm nào về, ví dụ mua siêu thị một sản phẩm nào chúng ta về sử dụng, thì chúng ta luôn 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 kiểm tra xem cái ngày hết hạn là ngày bao nhiêu ha, xem sản phẩm nó còn hạn sử dụng hay là hết rồi. Thì cái này là cái cụm từ đó, expiration date ha. Rồi để các bạn hiểu rõ hơn về cụm từ này, chúng ta là một cái ví dụ demo để áp dụng cái cụm từ này. Rồi người ta nói cần kiểm tra nè, need to check ha, cần kiểm tra cái này. Như vậy ở đây nó có sẵn cái chữ date rồi, như vậy đáp án phải kiếm chữ expiration vô tạo thành cụm cụm từ expiration date, ngày hết hạn đúng không? Rồi ngày hết hạn. Còn cái câu A các bạn, conclusion là cái kết luận, sự kết luận ha. Còn câu B inference là suy ra, suy luận ra cái gì ha? Ví dụ chúng ta suy ra được cái gì sau khi chúng ta xem một cái bộ phim hay là một cái động văn hay là một cái gì đó ha, đó nghĩa là inference. Còn cái câu D là amendment á, thì cái nghĩa cái động cái danh từ này có nghĩa là sửa đổi lại. Rồi như vậy thì chúng ta đã biết thêm những cái nghĩa này và học thêm được cái cụm từ này. Rồi, rồi giờ mình phân tích ha. Sorry, mình chọn đáp án trước đúng không? Chọn đáp án C. Rồi, bây giờ mình phân tích cái câu này. Thì ở cái câu này các bạn có cái động từ need là, như vậy là need to do something, cần làm gì đúng không? Chúng tôi cần kiểm tra cái ngày hết hạn của những cái sản phẩm này. Rồi, các bạn lưu ý ha. Cái chữ grocery á nó không có hình thức số nhiều á, thì các bạn dịch là tạp hóa. Nhưng khi các bạn ở hình thức số nhiều các bạn dịch nó giống như sản phẩm vậy, giống như cái chữ product đó, sản phẩm ha. Như vậy là cần kiểm tra ngày hết hạn của những sản phẩm này khi mà kiểm kê hàng hàng trong kho vào ngày chủ nhật. Như vậy là cái chữ là take inventory á, nghĩa là kiểm kê hàng hóa các bạn, kiểm kê xem nó còn bao nhiêu ha, và mặt hàng nào còn bao nhiêu ha, gọi là inventory ha, là kiểm kê. Cái chữ stock này là cái trong trường hợp này các bạn dịch là cái kho ha, cái kho chứa hàng. Ngoài ra nó có nghĩa là cổ phiếu đó, nhưng trong trường hợp này chúng ta dịch là cái kho của chúng tôi vào ngày chủ nhật. Như vậy khi kiểm tra kiểm kê cái hàng, kiểm kê hàng trong kho của chúng tôi vào chủ nhật đó, thì chúng ta cần kiểm tra xem những cái hàng hóa nào thì nó hết hạn khi nào, đó là cái chữ expiration date. Rồi ok, như vậy thì chúng ta học được thêm một cái cụm từ vô cùng thông dụng này và cứ các bạn học tích lũy dần dần những cụm từ như thế này thì mình tin chắc rằng các bạn sẽ cải thiện được cái trình độ tiếng Anh của mình trong một thời gian ngắn thôi. Nó cũng hỗ trợ cho các bạn rất nhiều trong quá trình nói. Rồi đấy, kiểm tra hàng trong kho ha, kiểm kê hàng hóa đó. Rồi, rồi ok nha. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái từ nữa ha, cũng khá là thông dụng, khá là thông dụng. Rồi cái chữ recall và recall, rồi nghĩa là thu hồi lại, thu hồi lại. Ví dụ như sản phẩm mình tung ra thị trường rồi mà nó bị lỗi đó, hoặc là bị khách hàng chê bai về chất lượng đó, mình không muốn ảnh hưởng đến người tiêu dùng thì mình bắt đầu thu hồi lại tất cả các sản phẩm đó chẳng hạn, thì trong trường hợp đó mình gọi là recall ha. Rồi ở đây mình dịch cái câu và chọn là đây, những cái xe mà bị lỗi đó, defective các bạn, xe bị lỗi thì được thu thu hồi lại hết, nhưng khách hàng vẫn không hài lòng với cái việc làm đó của những cái thái độ của cái công ty này. Cái từ attitude là thái độ ha, cử chỉ ha. Trong trường hợp này mình có dịch là hành động hoặc là việc làm, mặc dù đã thu hồi về rồi nhưng mà khách hàng vẫn không có hài lòng với cái công ty này như vậy nó vẫn chưa đủ đúng không? Rồi cái câu A ha, như vậy trong trường hợp này mình chọn A đúng không? Còn cái câu B á, refill, và refill mình giải thích cái động từ này. Cái động từ này được sử dụng trong những trường hợp như thế này, ví dụ như các bạn xài mực á, xài những cái ví dụ như cái máy photocopy á mà nó hết mực rồi thì mình bạn bạn bơm đầy lại, thì lúc đó mình dùng cái từ này
refill ha. Còn cái câu C thì mình hay nói là tái sử dụng lại đó, reuse ha. Còn cái câu D là reform là cải cách lại ha, cải cách lại cái gì đó chẳng hạn. Rồi, ok. Rồi, thông qua câu này mình hướng dẫn các bạn luôn cái cụm từ này ha. Đây, cấu trúc ha. Cấu trúc câu cũng phải cụm từ các bạn. Rồi, to be nè, satisfy with là hài lòng với, thỏa mãn với cái gì ha. Này, to be ở đây người ta đang sử dụng là to be ở hình thức số nhiều. Rồi, satisfy with nghĩa là hài lòng với cái gì. Còn nếu không hài lòng với cái gì, các bạn bỏ cái chữ gì trước là bỏ chữ chữ nó trước ha, chữ nó. Rồi. Rồi, ở đây mình cũng có ghi ra ha. Rồi, to be satisfied with là hài lòng với ha. Rồi, hài lòng với, thỏa mãn với. Rồi, cái cấu trúc câu này nó cũng rất là thông dụng các bạn cần học ha, để chúng ta làm đề thi TOEIC nó hiệu quả các bạn. Chắc phải nó sẽ hỏi lại cấu trúc câu này đó. Rồi, to be satisfied with, các bạn nhớ cái cấu trúc này nha. Rồi, ok. Rồi. Rồi như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn thêm hai cái cụm từ nữa trong tiếng Anh khá thông dụng. Rồi mọi thắc mắc cũng như có những comment nào mà các bạn muốn gửi đến trung tâm thì các bạn để lại ngay phía dưới video này và mình sẽ hướng dẫn và trả lời những cái thắc mắc đó cho các bạn trong thời gian sớm nhất ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo về các cụm từ và cấu trúc câu thông dụng trong tiếng Anh cũng như là hướng dẫn làm đề thi TOEIC hiệu quả trong phần reading. Rồi, xin chào các bạn ha.